8-0, như vậy lúc này Thái Lan thắng ở trận đấu ngày hôm nay. Đây là một trận đấu gặp Brunei, anh cần có thêm thời gian. Rất đầy mạnh Hoàng Đức, cú dứt điểm từ xa của đội bắt động. Lucia không ngần ngại sử dụng cánh đá rắn để làm chùn chân đối phương. Như Quang Hải cần phải được kết hợp một cách tinh tế để có thể vượt qua được những thách thức. Pha chuyền bóng sâu và cắt bóng vừa rồi là của Thanh Trung. Cái tình huống và tự ăn ý Hoàng Đức, Thanh Thịnh đang di chuyển bóng lật, cú dứt điểm là của Quang Hải. Quang Hải đúng này, bóng không lấy được chân của Quang Hải. Quả phạt cho người Việt Nam. Đây là một cơ hội. Tấn Sinh cú đá có được nhưng bóng đi quá bổng. Thích cần một chút điều chỉnh để có thể có. Thứ tiếp theo là của Hồ Tấn Tài. Quang Hải và chuyền bóng của Quang Hải. Bóng đá là của Trương Văn Thái Quý. Vừa rồi lại là một pha phản ứng của Fitzra Anika. Mang đi hoa Hà Đức Trinh chạy số của Hoàng Đức, không thể vượt với nhau. Và phạm lỗi thì người xâm nhập vào trong của Hồ Tấn Tài, vừa bị phạm lỗi phòng cố định này với cái chân trái của Quang Hải. Vẫn còn nhiều pha sóng gió hơn. Chúng ta cần phải tích lũy bằng nhiều cách, đặc biệt là khi được rất đồng quan sô. Thêm một quả bóng. Đó là đứng chìm như vậy Quang Hải. Không đều là tỷ số 1. Người vừa di chuyển là Đinh Thái Bình cho đội bóng Việt Nam vào sân để thay cho Trương Văn.
trận đấu đã trở lại. Áp Hà tỏ ra rất nghiêm khắc. Sút bóng. Cầu bóng. Nguy hiểm. Bùi Tiến Dũng. Rất may là Tiến Dũng đã cản phá được. Đoàn Văn Hậu sẽ trở lại. Sút bóng không đủ mạnh, bóng lại đi vào giữa cầu môn. Hoa Người, Hoàng Đức. Hết sức đáng trách cho người không biết kinh nghiệm của mình. Vào sân là Trần Danh Trung. Ông Quang Sô vẫn tiếp giữ Hà Đức Trinh. Đã không chuẩn xác. Không thể dứt điểm. Sở trường.베트남이 인도네시아를 정말 아슬아슬하게 1-0으로 후반전 막판에 이기고 2승을 했습니다. 오늘 영상은 여기까지고요. 저는 다음 태국전에서 인사드리겠습니다.